Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị trấn Nam Căn là trục giao thông quan trọng nối liền Nam Căn với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là tuyến đường bộ huyết mạch về điểm du lịch Đất Mũi. Do đó, mật độ xe tham gia giao thông trên địa bàn huyện Nam Căn khá đông, nhất là trong dịp ngày nghỉ hay lễ Tết. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện vẫn thường xuyên ra quân, vừa đóng chốt kiểm tra, vừa kết hợp tuần tra lưu động nhằm kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó, tăng cường chú trọng xử lý các trường hợp tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra xử lý, các biện pháp tuyên truyền cũng luôn được lực lượng làm nhiệm vụ quan tâm triển khai thường xuyên đến với người dân. Nữa mình đi ra đường, mình đem cái điện thoại thông minh theo. Để mình khi mình quên giấy tờ này, mình xuất trình cái điện thoại thông minh lên. Để mình mở lên cho các bộ cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ mình á. Mở lên có giấy tờ đó là mình đi được phép đi. Rồi giấy tờ mình đầy đủ. Cảm ơn chị. Công an huyện Nam Căn cũng đã chủ động xây dựng những cái kế hoạch, thực hiện những cái chuyên đề về trật tự an toàn giao thông. Qua đó đó là lực lượng công an của huyện Nam Căn cũng phối kết hợp với các ban ngành nhằm tuyên truyền những cái chuyên đề về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, nhằm là kiểm tra và xử lý để là coi tình hình an toàn giao thông là nó được giảm bớt. Khi mà được là tuyên truyền phổ biến trên các mọi phương tiện thông tin đại chúng thì nói chung là quần chúng nhân dân cho đến thời điểm này chấp hành ý thức là điều khiển phương tiện là và giao thông là được nâng lên. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, các lực lượng làm nhiệm vụ công an huyện đã tổ chức tuần tra kiểm soát gần 900 ca với sự tham gia của hơn 6.800 lượt cán bộ chiến sĩ. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản 1.000 trường hợp vi phạm, trong đó các trường hợp vi phạm vào ban đêm đã lập biên bản và xử lý là trên 800 trường hợp, chủ yếu là các lỗi vi phạm về nồng độ cồn. Chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều cái biện pháp là tuyên truyền, vận động, đồng thời kết hợp với là tuần tra khép kín địa bàn và công tác kiểm tra xử lý về cái nồng độ cồn này. Tiếp tục bám sát địa bàn để phát hiện sớm những vi phạm cũng như tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông là những giải pháp trọng tâm mà Công an huyện Nam Căn đã đề ra trong chương trình công tác những tháng còn lại của năm 2024. Các biện pháp này nhằm từng bước đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn, giữ vững bình yên cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.